Chiều nay 17 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết đài phát sóng khu vực Tây Nguyên, báo Đắk Lắk và gia đình ông Lê Nhẫn ở phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Thăm và chúc Tết gia đình ông Lê Nhẫn, cán bộ Tiền Khởi Nghĩa, tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của ông Lê Nhẫn nói riêng, các gia đình cách mạng nói chung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc ông sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Tại đài phát sóng khu vực Tây Nguyên, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị năm mới an khang thịnh vượng. Đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục đồng hành với tỉnh trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa những thông tin của các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng ngày càng vươn xa, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương. Đến thăm chúc Tết báo Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà ghi nhận và đánh giá cao báo Đắk Lắk đã làm tốt chức năng thông tin tuyên truyền, kịp thời truyền tải đầy đủ, chính xác và hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân, nhất là những thành tựu nổi bật của tỉnh Đắk Lắk trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, báo Đắk Lắk nâng cao nội dung, cải tiến hình thức thể hiện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.